Mình thì không thừa nhận cái tiền ảo, tiền điện tử và tiền kỹ thuật số, nhưng thực tế hiện nay thì báo cáo gì, nó đang có một cái thị trường ngầm mà hoạt động rất là sôi động, rất là mạnh về cái chuyện là thị trường ảo, vừa có một ý kiến vừa phát biểu. Và qua các phương thức của các đối tượng phạm tội thì báo cáo có đủ chí là gì, là phần lớn là cái tội lừa đảo đều thông qua cái tiền ảo này để mà rửa tiền. Đấy, như cái vụ án vừa rồi tôi vừa báo cáo lúc đầu đấy. Thì do vậy là tôi nghĩ là gì, để cấm, để quản và để xử lý đối với cái giao dịch tiền ảo này, tôi nghĩ cần phải có quy định thích hợp để xử lý vấn đề này.